Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ những băng tần của VNTV 57.3, 16.10 cũng như băng tần 26.9 để theo dõi chương trình tin tức buổi tối ngày hôm nay của chúng tôi. Và kính thưa quý vị, chương trình này cũng có trên YouTube, ở trên Facebook VNTV cũng như là trên website vnatv.com. Kính mong quý khán giả cùng theo dõi và cũng như là nhớ sharing để cho mọi người cùng biết đến đài. Cảm ơn quý vị thật nhiều. Và chương trình này của chúng tôi hân hạnh được bảo trợ bởi hãng xe Kia với dòng xe EV6, dòng xe điện 100% lần đầu tiên được Kia sản xuất. Kính mong quý khán giả nhớ tìm hiểu thêm. Và tiếp đến nữa được bảo trợ bởi Eli Japan. Eli Japan tọa lạc ngay ở trong khu mà rất là quen thuộc ở trên đường Bonsa mà có chè bamboo đó. Thì ở trong đó thì chúng ta có Lily Bakery nữa. Mời quý vị đến với lại Eli Japan để mua tất cả những sản phẩm có 100% đến từ Nhật Bản. Và đặc biệt là trong dịp lễ Labor Day, từ đây cho đến ngày 9 tháng 9 thì sẽ có chương trình discount 10% off cho tất cả những quý vị nào để mua sản phẩm tại Eli Japan, những sản phẩm 100% sản xuất và nhập khẩu từ Nhật Bản. Và tiếp đến vẫn là những bản tin cho buổi tối ngày hôm nay. Và kính mời tới sự Hồng Dung. Cảm ơn cô Mỹ Linh. Kính thưa quý vị, phái đoàn IAEA-EU, tức là phái đoàn của vấn đề mà lo cái vấn đề hạt nhân đó, thì Ukraine đó, thì thật sự họ không đủ cái khả năng để mà bảo đảm an ninh cho phái đoàn. Tuy nhiên phái đoàn đã đến thăm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga đang kiểm soát trong khu vực. Bộ trưởng năng lượng của Ukraine là ông Herman Halushko đã cho biết ngày hôm nay về tình trạng chung quanh nhà máy điện hạt nhân vẫn là một cái nơi rất là hỗn loạn. Bởi vì chúng ta biết rằng đây là một mớ hỗn loạn do hai bên đang tranh chấp giữa Ukraine và nước Nga. Ông Halushko đã cùng đi với phái đoàn cơ quan năng lượng nguyên tử năng quốc tế là IAEA đến Novoleskaya là tỉnh Zaporizhzhia trước khi phái đoàn vào khu vực do Nga kiểm soát. Halushko đã nói với tổng giám đốc của IAEA là ông Rafael Grossi rằng vấn đề an ninh là trách nhiệm của các ngài. Chúng tôi cố gắng nỗ lực để bảo vệ các ngài, nhưng chúng tôi không thể nào bảo đảm 100% được bởi vì nước Nga có thể tấn công bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, ông Grossi có vẻ tự tin và chấp nhận những sự rủi ro. Ukraine thì đã hoàn tất những nghĩa vụ quốc tế và đưa mọi khả năng cho sứ mệnh này. Quan chức Ukraine đã nói, ông hiểu phái đoàn của nguyên tử năng quốc tế có một số thỏa thuận với Nga về đề nghị một số thành viên của nhóm ở lại khu vực trong vài ngày. Tổng giám đốc là Grossi sẽ trở lại Novoliskaya trong ngày hôm nay. Ông nhấn mạnh phái đoàn 14 người do ông Grossi dẫn đầu đã đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, miền nam của Ukraine chiều hôm nay. Sau vài giờ, 4 trong số 9 xe của phái đoàn đã rời nhà máy, chở theo một số thành viên, trong đó có tổng giám đốc Grossi. Grossi cho biết ông đã nhìn thấy những gì cần thấy tại nhà máy. Và đó là những điều mà thế giới cũng đang hồi hộp, bởi vì ông chủ tịch cũng như là giám đốc của hệ thống về điện hạt nhân mà đến đây thì khẳng định cái tình trạng của nhà máy này vẫn không bị rò rỉ, nếu không thì nó rất là nguy hiểm, bởi chất phóng xạ của nhà máy này có thể làm tê liệt khu vực xung quanh và phóng xạ sẽ làm cho cả các quốc gia Âu Châu, Ukraine, kể cả nước Nga một phần nữa, cũng bị ảnh hưởng rất là trầm trọng nếu sự kiện xảy ra. Trở về với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Ngô Hồng Dũng. Và tiếp đến nữa là bản tin liên quan đến thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã thua cuộc để tránh bị thẩm vấn trong một cuộc điều tra về cuộc bầu cử tại Georgia. Ngày hôm nay thì một thẩm phán liên bang đã từ chối lời đề nghị của thượng nghị sĩ Lindsey Graham thuộc đảng Cộng hòa của tiểu bang South Carolina để bác bỏ cái trắc tòa buộc ông phải ra làm chứng ở trước một bồi thẩm đoàn đặc biệt của quận hạt Fulton thuộc tiểu bang Georgia điều tra về cách thức mà cựu tổng thống Trump can thiệp vào cuộc bầu cử của năm 2020. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã chống lại trắc hầu tòa từ luật sư Vannie Willis
thuộc đảng Dân Chủ của quận hạt Fulton kể từ hồi tháng 7, gọi đây là một mục đích chính trị và cho rằng là ông không bị bắt buộc phải đi ra làm nhân chứng theo cái điều luật phát biểu và tranh luận của hiến pháp, và điều này bảo vệ các nhà lập pháp khỏi các vụ kiện liên quan đến các nhiệm vụ pháp lý chính thức. Và thẩm phán của quận hạt là ông Lee Martin May của quận hạt ở phía bắc của Georgia đã từ chối hoàn toàn để mà hủy bỏ cái trắc tòa, nhưng đã gọi là sẽ có những cái sự tham vấn về những cái cuộc gọi của ông Lindsey Graham đối với các quan chức bầu cử tiểu bang, vì nó có liên quan để mà tìm ra thực tế lá phiếu của chính ông về việc xác nhận cuộc bầu cử của năm 2020. Mà điều này đó nó gọi là không có thể nào bị ràng buộc bởi cái phán quyết điều khoản diễn thuyết và tranh luận được. Cho nên là dù là ông từ chối không có muốn ra tòa, nhưng mà cái phần thẩm vấn về cuộc gọi của ông Lindsey Graham thì vẫn phải trả lời, dù rằng có những điều khoản nó được bảo vệ bởi cái luật dành cho những người mà thượng nghị sĩ giống như ông Lindsey Graham trong cái nhiệm vụ mà lập pháp chính thức của mình, thì ông được quyền từ chối mà không có bị tòa cáo buộc. Nhưng mà liên quan đến những cái cuộc gọi của ông với lại các quan chức về bầu cử của tiểu bang, thì cái đó không có nằm trong phạm vi được bảo vệ, cho nên ông vẫn phải trả lời. Đó là theo lời của quan tòa đã nói rất là rõ ràng. Và đối với lại những cái mục gạch đầu dòng khác, từ tòa án nói rằng chúng tôi không phải là một quyền lập pháp và các điều khoản phát biểu và tranh luận không áp dụng cho những điều này. Và thẩm phán May nói tiếp, như vậy thượng nghị sĩ Lindsey Graham có thể bị tra hỏi về bất kỳ nỗ lực nào cáo buộc nhằm khuyến khích ngoại trưởng của tiểu bang là ông Brad Raffensperger hoặc những người khác bỏ phiếu hoặc thay đổi các thủ tục và cũng như là những cái vấn đề thực tế của cuộc bầu cử tại Georgia. Vâng, tiếp đến nữa thì thẩm phán Willis cũng đang tìm kiếm những luật sư Willis đang tìm kiếm những lời khai về những cái gì liên quan đến ông Lindsey Graham, đặc biệt những cuộc nói chuyện mà ông Lindsey Graham đã nói với là ông Raffensperger về và các quan chức bầu cử tiểu bang, cũng như là liên lạc của thượng nghị sĩ với nhóm của cựu tổng thống Trump sau cuộc bầu cử năm 2020 như một phần trong cái cách mà luật sư này điều tra về việc cựu tổng thống Trump cố gắng thay đổi cái kết quả bầu cử như thế nào tại Georgia, và có thể bác bỏ đề nghị của thượng nghị sĩ Lindsey Graham là không thể nào hủy bỏ cái trắc tòa này vào giữa tháng 8, nhưng thượng nghị sĩ đã kháng cáo và giành được chiến thắng vào đầu tháng này khi mà hội đồng phúc thẩm gồm có 3 thẩm phán đã gửi lại vụ án cho tòa án ở cấp cao hơn, nhưng mà cuối cùng thì vẫn không thể thoát khỏi hoàn toàn cái vụ này được, và ông vẫn phải trả lời thẩm vấn về các cuộc gọi của mình. Quay trở lại với lời tiến sĩ Hồng Dũng Thành. Dạ vâng, cảm ơn cô Mỹ Linh. Kính thưa quý vị, vừa có một âm mưu đảo chính ở tại nước Nga, nhà chính trị đã tiết lộ về một cuộc đảo chính để lật đổ ông Putin thông qua một cuộc biểu chính mà giờ phút này bản tin mới đưa ra. Theo tin tức tại Russia, một cuộc đảo chính đã diễn ra ở nước Nga vào tuần trước. Andriy Bykovsky là một chuyên gia về chính trị và là một nhà văn người Nga, cho biết theo như Union. Ông Andriy tiết lộ, tuần trước có một nỗ lực đảo chính nội bộ ở Nga. Ít nhất là có nhiều người đã biết đến đảng cực hữu không chính thức, cụ thể là Oleksandr Durin là người dẫn đầu và Girkin, người vạch trần Putin, thậm chí còn yêu cầu treo cổ Putin trong các chương trình phát sóng, gần đây đã thực hiện âm mưu này. Thực sự đã có một nỗ lực đảo chính, ông Biono Kolesky đã khẳng định như vậy. Theo chuyên gia chính trị học, thực sự đã có nguy cơ lật đổ ông Putin thông qua các cuộc biểu tình nội bộ. Thông tin cho rằng quân đội Nga có thể sẽ tiến hành một cuộc đảo chính và ám sát ông Putin vì thất bại trong cuộc chiến. Trong khi đó, Vladimir Skibiki là một đại diện của Cục Tình báo chính của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết Nga đang tăng cường động viên nhập ngũ và có kế hoạch huy động khoảng 90.000 quân nhân theo Ukraine. Theo ông Skibiki, Nga đang sử dụng các cách để tiếp cận khác nhau. Cái gọi là tiểu đoàn tình nguyện và tiểu đoàn dự bị
tiểu đoàn của cái gọi là lực lượng dự bị chiến đấu của quốc gia mà họ hiện đang tuyển mộ ở mỗi quân khu để bổ sung cho số quân thương đã bị thương vong. Nga đã điều khoảng 160.000 quân nhân trong cuộc chiến chống lại Ukraine. Theo ông, ngày nay Nga có những vấn đề đáng kể trong việc trang bị cho các lực lượng vũ trang. Nếu họ vẫn cung cấp được thiết bị quân sự thì vấn đề này về nhân sự lại là vấn đề quan trọng. Rất nhiều những người dân cũng như nhiều gia đình đã tỏ ra bất bình trước những động viên, những lời kêu gọi đó là nhập ngũ, bởi vì họ không muốn con em của họ từ 18 tuổi đến 25 tuổi phải bỏ thay ở tại Ukraine. Và cuộc chiến này đối với người dân Ukraine thì đó là một cuộc chiến hết sức là tàn bạo. Đối với người dân Nga thì đây là một cuộc xâm lấn. Đó là những người yêu nước Nga, họ đã cho biết như vậy. Và dĩ nhiên họ cho thấy rằng ông Putin là một người đã tạo nên những cái sự khủng hoảng. Và kể cả ông Gorbachev trước khi nằm xuống, ông cũng cảm thấy rất là áy náy khi mà Putin đã tiến hành cuộc xâm lược vào đất nước Ukraine. Bởi vì đây là một cái điều mà khiến cho thế giới càng ngày càng cô lập nước Nga. Và di sản của ông Gorbachev lại muốn cho nước Nga hòa nhập với thế giới bên ngoài. Chính những sự kiện như thế này mà ông Gorbachev cũng đã không có yên lòng nhắm mắt khi mà thấy tình trạng của nước Nga càng ngày càng bị thế giới cô lập. Và trở về với sự kiện của ông Putin đang bị những sự đe dọa, thì giới tướng lãnh của nước Nga cũng rất là bực bội, bởi vì họ phải chấp nhận những cái mệnh lệnh mà theo họ chỉ đi vào chỗ chết chứ không thể cứu sống nổi. Thì đó là những gì mà chúng ta có thể biết được qua những sự kiện mà ông Tổng thống Nga đang ở trong một cái tình trạng dầu sôi lửa bỏng và không phải tự do như chúng ta đâu, mà ông ta đi đâu cũng phải có cận vệ rất là nguy hiểm. Và bây giờ thì một lần nữa chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp tục giữ băng tần 57.3, 26.9 và 16.10, và chúng tôi sẽ trở lại ngay sau khi một phút quảng cáo. Cảm ơn quý vị.